William G. Daiker, Hồ Chí Minh, một nhà cách mạng ái quốc gần với Thomas Jefferson hơn là với Vladimir Lenin. Tác giả Trần Trung Ngọc. Trích bài Vài nét về cụ Hồ, phần 1. Cụ Hồ Chí Minh, là con người cộng sản như thế nào? Chúng ta biết rằng ông Hồ Chí Minh chưa bao giờ phủ nhận mình là người cộng sản và đã từng khẳng định là Lenin đã gây cảm hứng cho ông trong công cuộc giành lại độc lập cho đất nước. Nhưng muốn hiểu, ông Hồ là người Cộng sản, như thế nào, có lẽ chúng ta, nên biết đến quan niệm, của một số trí thức ngoại quốc, những người thường ở trong môi trường đại học, đặt sự tôn trọng, sự lương thiện trí thức, lên hàng đầu, và vì chính uy tín của họ, nên không thể, viết theo cảm tính, mà không nghiên cứu kỹ vấn đề, hay, tự hạ mình, rơi vào vòng tranh chấp, quốc cộng, mà họ không thuộc phe nào, và không có lý do gì, để ủng hộ, hay chống đối, một phe nào. Chúng ta hãy đọc, vài đoạn trong bài, của Stanley Kutler, điểm cuốn, Ho Chi Minh, A Life. Cudler là tác giả cuốn The War of Watergate và là chủ biên của The Encyclopedia of the Vietnam War. Stanley Cudler cho rằng, trong tác phẩm của mình, William G. Diker đã viết về một nhà cách mạng ái quốc gần với Thomas Jefferson hơn là với Vladimir Lenin. Tác giả Trần Trung Ngọc ghi chú, điều này không phải chỉ có mình Diker mới nhận định như trên, mà một số tác giả Mỹ khác cũng có cùng một nhận định như vậy. Trước hết, Kutler cho rằng, chế độ thực dân, đã cáo chung, một thế kỷ nay rồi, và vai trò của ông Hồ, đã đi vào quá khứ, ngày nay, Việt Nam là một phần, của nền kinh tế toàn cầu, có nghĩa là, có những liên doanh, mang lại lợi nhuận, cho chính phủ, cho một số viên chức, được ưu đãi và cho những công ty Tây Phương. Nhưng Kutler ghi nhận là tuy nhiên thế giới có một bộ mặt khác vì ông Hồ và những người như ông, những người đã lo lắng, chiến đấu và hy sinh để giải phóng quốc gia của họ thoát khỏi sự sỉ nhục và gông cùm của sự chuyên chế bạo ngược ngoại quốc. Sau đó, Kutler viết, Diker đã đi quá sự tranh luận đơn giản trong thời chiến tranh lạnh về vấn đề ông Hồ là người cộng sản theo chính thống Mark Lenin hay là một nhà ái quốc quốc gia hiến thân cho cuộc giải phóng và thống nhất đất nước. Diker đã nhận định đúng hồ chí minh có căn dễ sâu đậm trong phong trào cộng sản quốc tế nhưng ông luôn luôn là một người quốc gia đã mang lại sự lãnh đạo viễn kiến và sự cương quyết hiến thân cho nguyên lý dân tộc tự quyết ông hồ không hề nao núng khi dùng chủ nghĩa cộng sản cho những mục đích quốc gia lời tuyên bố của ông các dân ở đông dương vẫn sống và sẽ còn sống mãi khó mà phù hợp với chủ nghĩa mark Đài cơ nhấn mạnh là đối với ông hồ độc lập quốc gia bao giờ cũng là mục tiêu chủ yếu trong khi chủ thuyết về một cộng sản không tưởng vẫn là một vấn đề mơ hồ bất định cho tương lai Đài cơ cũng nhắc lại cho chúng ta là rất tiếc vì những nhận định hời hợt về cuộc chiến tranh lạnh mà Paris và rồi Washington đã thất bại không nắm lấy tay ông Hồ để đưa đến những hậu quả sâu đậm cho người Việt Nam và cho thế giới. Lẽ dĩ nhiên cuốn Ho Chi Minh Allied của Đài cơ không làm những người mang nặng lòng hận thù Cộng sản hài lòng và họ đã lên tiếng chê xử ra Đài cơ cũng như tất cả các tác giả Âu Mỹ viết về ông Hồ mà không đúng ý họ là ngu dốt là những người ngoại quốc đâu có biết gì về ông Hồ bằng người Việt Nam. Chỉ có những người vô tên tuổi, vô văn hóa và chẳng biết gì mấy về Việt Nam như họ mới có thể biết rõ về ông Hồ, dù rất có thể họ chưa bao giờ thấy mặt ông Hồ. Và chỉ biết ông Hồ qua những luận điệu tuyên truyền chống cộng ở hải ngoại và qua vài chi tiết lặt vặt trong những tác phẩm của những người sau này chống đảng như Vũ Thư Hiên, Bùi Ngọc Tấn, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần Điển hình cho loại người này trên internet là Minh Võ, một người rất năng nổ trong chiến dịch know her ở hải ngoại, viết trên diễn đàn điện tử Đàn chim Việt, một diễn đàn có vẻ như là nơi để cho một số người nhân danh tự do ngôn luận vào đó chửi lộn. Minh Võ đang cố gắng phá đổ cái mà ông ta gọi là thần tượng Hồ Chí Minh, dù rằng chẳng có ai coi ông Hồ là thần tượng, vì hầu như mọi người dân trong nước đều coi ông Hồ đơn giản là bác Hồ nhưng trình độ hiểu biết, khả năng lý luận và thủ đoạn bịa đặt sự kiện của ông Minh Võ không cho phép ông ta đạt được mục đích cho nên những điều ông ta phê bình đai cơ cũng như những điều ông ấy viết về ông Hồ không có mấy giá trị trí thức để lộ rõ một kiến thức kém cỏi và viết với một tâm trạng thù hận và thiếu sự lương thiện trí thức trong đó, điều này chúng ta có thể chứng minh rất dễ dàng nhưng tôi để cho phần sau. Vài tài liệu về ông Hồ Trước hết, chúng ta hãy đọc thêm, vài tài liệu, về ông Hồ, trong tờ, Le Collection de Le số 23, từ tháng 4 đến tháng 6, năm 2004, một tiền tập về. Indochine Vietnam, Colonisation, Guerre et Communisme. Có bài, Con người trở thành Hồ Chí Minh, của Pierre Brosseau, giáo sư diễn giảng danh dự, tại Đại học Denis Diderot, Paris 7, chúng ta sẽ thấy, trong đó, có vài chi tiết, chứng tỏ, ngay cả Nga và Tàu, cũng không tin tưởng, ông Hồ Chí Minh, là người cộng sản chính thống đối với quốc nguyện ái quốc chủ thiết Mark Lenin đã đưa lên những phương tiện hành động như là ông ta đã giảng giải nhiều năm sau. Chúng ta phải hiểu rằng, giật độc lập ra khỏi tay một cường quốc như Pháp là một nhiệm vụ rất khó khăn, mà người ta không thể hoàn thành, mà không có một sự ngoại viện, không cần thiết, phải là một sự viện trợ vũ khí, mà dưới dạng cố vấn, và tiếp xúc. Chúng ta không lấy lại được độc lập bằng cách ném bom, hay bằng những hành động tương tự, đó là sự sai lầm, của những nhà cách mạng lúc đầu đã phạm phải. Có lẽ ông Hồ muốn nói đến cuộc ám sát thất bại của Phạm Hồng Thái đối với toàn quyền Merlin. Chúng ta lấy lại độc lập bằng sự tổ chức và tự khép mình vào kỷ luật, chúng ta cũng còn cần đến một lòng tin, một phúc âm, một sự phân tích thực tiễn, có thể nói đến như là một thánh kinh, chủ thuyết Mark Lenin đã cung cấp cho tôi, đường lối hành động này. Thực ra thì có lẽ ông Hồ muốn nói đến những luận đề về những vấn đề quốc gia và thuộc địa của Lenin đưa lên trong Đại hội Hai Cộng sản Quốc tế vào năm 1920 để nghị thảo mà ông biết đến trong đệ tam quốc tế chúng ta đã biết chính ông hồ chí minh đã thành thực công nhận là mới đầu ông không hiểu hết những từ và ý tưởng chính trị khó khăn trong bản văn trên nhưng rồi đọc đi đọc lại ông mới thấm và hiểu rõ và ý thức được là những luận đề này đã giúp cho ông ta thấy con đường thích hợp nhất để cứu nước giải phóng dân tộc khỏi ách thuộc địa thực dân và ông hồ đã thành công Chúng ta hãy đọc tiếp vài đoạn khác của giáo sư Brosso, trước hết là một tài liệu, trích dẫn từ, một tài liệu, trong văn khố của Nga Sô, mới được sử ra, Alain ratio phổ biến năm 1990, trang 34 đến 36. Năm 1934, ông Hồ trở lại Moscow, Stalin đã nắm chắc quyền lực, và những cuộc thanh trừng lớn, bắt đầu năm 1937, có vẻ như, con người Hồ Chí Minh, tương lai là nạn nhân, vì từ ngày trở lại Moscow, ông ta không được tin cậy, để giao phó, cho một trách nhiệm nào, không còn nghi ngờ gì nữa, người ta đã trách cứ là ông ta ngả về tinh thần quốc gia trong cuộc chiến đấu chống thực dân thay vì tinh thần cách mạng vô sản quốc tế. Về vấn đề này, ông Hồ đã bày tỏ quan điểm của mình từ năm 1924 được huấn luyện về cách mạng và chủ thuyết Marx bởi Tây phương, tuy nhiên, quốc đã nhìn theo đặc tính Á Đông. Cuộc đấu tranh giai cấp ở Đông phương không giống như ở Tây phương, Marx đã xây dựng lý thuyết của mình trên một căn bản triết lý nào đó của lịch sử nhưng là lịch sử nào đó là lịch sử âu châu nhưng âu châu là gì không phải là tất cả nhân loại hồ chí minh có thực sự là người marxist không hay ông ta chỉ là người quốc gia sau lớp sơn đỏ như một thành viên cộng sản quốc tế ông manabendra natroy người ấn độ đã nói vấn đề này đáng được đặt ra nếu chắc chắn là ông ta đã đọc bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, nếu đã nhiều lần ông ta nói là chịu ảnh hưởng trí thức và chính trị của Lenin, thì sự gắn bó của ông với chủ nghĩa Mark không bao giờ có tính cách giáo điều. Năm 1963, người Cộng sản, Lưu Thiếu Kỳ, đã phát họa một hình ảnh chính trị của ông Hồ, nếu đúng, cho thấy, một vị thế, không thoải mái của ông Hồ, đưa đến, một sự gắn bó đôi đàng, với lòng yêu nước, chấp nhận thỏa hiệp, và chủ nghĩa xã hội độc quyền. Hồ luôn luôn là người hữu khuynh khi chiến tranh Đông Dương chấm dứt ông ta không thể quyết định là thiết lập một chế độ tư bản hay một chế độ theo xã hội chủ nghĩa, chúng tôi đã quyết định cho ông ta. Không có gì minh họa rõ hơn sự tương phản giữa Hồ Chí Minh và những người lãnh đạo cộng sản là những trao đổi quan niệm của Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ với ông Hồ Chí Minh vào năm 1960. Ông Hồ đã tuyên bố rằng ngay cả việc giết kẻ thù cũng không được đạo đức, Mao đã trả lời ông ta tưởng giới thạch giết, tôi giết, đó không phải là, một vấn đề đạo đức, và lưu thiếu kỳ, thêm vào là, viện đến đạo đức, khi ta phải đối phó, với những tên tư bản, chống cách mạng, là không thích đáng. Trong cuốn, The Vietnam War Almanac, General Editor, John S. Bowman, Ban, and Noble Book, New York 2005, trang 493, cũng có viết. Ông Hồ ít quan tâm, đến những chi tiết tế nhị, của chủ thuyết Mao và Lenin, thiên tài của ông ta, là về hành động chính trị, và lý tưởng của ông ta, có thể khá co giãn, chừng nào mà, nó đưa tới mục đích, đã ám ảnh ông ta, nền độc lập, và thống nhất của Việt Nam. Trong cuốn Crack in the Empire, South and Press, Boston, 1981, Paul Joseph, giáo sư xã hội học, Đại học Tắp, viết trang 83. Dù rằng thiếu bằng chứng, Washington tiếp tục cho rằng cuộc đấu tranh chống Pháp ở Việt Nam là do sự hứng khởi và chỉ đạo từ Liên bang Xô Viết. Thí dụ, trong bức công điện gửi cho Thủ tướng Pháp Ramadier, đại sứ Mỹ, vẫn sai lầm, cho rằng Việt Minh là một phong trào mà triết lý và tổ chức chính trị đều phát khởi từ và bị kiểm soát bởi Điện Kremlin. Tuy vậy, tình báo Mỹ đã cố gắng và thất bại để kiếm ra bằng chứng là có mối liên hệ kiểm soát giữa Moscow và Hồ Chí Minh. Một công điện của Bộ ngoại giao gửi cho đại sứ Mỹ ở Trung Quốc viết, bộ không có bằng chứng nào về sự nối kết trực tiếp giữa ông Hồ và Moscow nhưng cho rằng có. Marilyn B. Yang trong cuốn The Vietnam War, năm 1945 đến năm 1990, Harper Perennial, New York 1991, viết trang 4. Trong vài năm tới, những văn bản Hồ Chí Minh, viết, bị tố cáo, vì những, mùi hôi quốc gia, trong đó, và sự ủng hộ, của ông Hồ, về một liên minh rộng rãi, bao gồm cả các địa chủ, cỡ nhỏ và trung bình, miễn là họ yêu nước, bị đả kích, là kẻ xét lại, và là kẻ hợp tác, với kẻ thù. Phải 10 năm sau, sự tranh luận đắng cay, về mối liên hệ, giữa cách mạng quốc gia, và cách mạng xã hội, mới được giải quyết, theo đường lối, lúc đầu đưa ra, bởi ông Hồ, sự thành lập Việt Minh, Việt Nam cách mệnh, đồng minh hội trên đây chỉ là vài tài liệu trong số hàng trăm tài liệu khác có những nhận định tương tự giải rác trong những cuốn sách mà tôi đã đọc lẽ dĩ nhiên tôi không thể nào trích dẫn tất cả những nhận định ấy trong phạm vi một bài viết như thế này điều này đòi hỏi nhiều thời gian và thích hợp trong một cuốn sách viết ông hồ hơn nhưng qua những tài liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng ông Hồ không phải là tay sai của Nga và Tàu, như một số người có đầu mà không có óc cố tình lên án ông ta là tay sai của đệ tam quốc tế, hay tệ hơn nữa là điệp viên của Cộng sản quốc tế, như ông Minh Võ nói. Họ không hề biết chính trị của ông Hồ giữa Nga và Tàu đã khôn khéo từ chối, không nhận đề nghị của Nga cũng như Tàu gửi quân tình nguyện vào đánh giúp chúng ta hãy đọc một đoạn trong cuốn Hồ Chí Minh của Jules Archer, chương 9, giữa con gấu Nga và con rồng tàu, trang 109. Đến Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm 10 năm cách mạng Trung Quốc, ông Hồ Cẩn Thận đứng giữa Mao Trạch Đông và đại diện của Nga Xô, so, Mikhail Suslov. Trong những cuộc đàm phán riêng, ông Hồ đã thành công, lấy được sự hứa hẹn của cả Bắc Kinh lẫn Moscow để tăng gia, giúp thêm vũ khí và viện trợ dân sự, nhưng khôn khéo từ chối những đề nghị gửi quân tình nguyện hay cố vấn quân sự đến Việt Nam. Ông Hồ biết rõ, là, nếu để cho, con gấu Nga, hay con rồng Trung Hoa, được đặt chân, vào cửa ngõ Hà Nội, thì dần dần, cửa ngõ này, sẽ bị cưỡng bách, mở rộng ra, cho đến khi, Bắc Việt mất đi nền độc lập, và trở thành, một quốc gia bị chiếm. Đọc về ông Hồ, chúng ta thấy rõ, Mỹ và Pháp, vì những nhận định chính trị sai lầm, đã càng ngày, càng đẩy ông ta, về phía Cộng sản, và ông ta, không có con đường nào khác, vì để thực hiện mục đích, không hề thay đổi của ông, là thực hiện nền độc lập, và thống nhất của Việt Nam, nên ông ta, cần đến các đồng minh. Hãy nghĩ đến chuyện ông viết 8 bức thư cho tổng thống Truman, đến chuyện Mỹ giúp 80% quân phí cho Pháp trở lại tái lập nền đô hộ ở Đông Dương và rồi dựng lên chế độ Ngô Đình Diệm vi phạm hiệp định Geneva, ngăn chặn cuộc bầu cử vào năm 1956 để thống nhất đất nước. Cuối cùng, vị thế của ông Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam ra sao? Chúng ta đã biết Wilfred Buckset đã nhận định Hồ Chí Minh là của toàn thể quốc gia Việt Nam, không có một lần danh giới nào ở vĩ tuyến 17 có thể làm cho người dân miền Nam xa lìa Hồ Chí Minh. Dù rằng thủ đô được đặt ở miền Bắc, Hồ Chí Minh đã được chấp nhận là lãnh tụ và là nguồn cảm hứng cho mọi người Việt Nam, trừ số người đã lần lượt phục vụ những quan thầy Nhật, Pháp rồi Mỹ. Tác giả Đai Cơ cũng viết trang 566, mỗi tuần có hơn 15.000 người đến viếng thăm lăng ông Hồ. Ô, ô, Hồ Chí Minh. tại sao ngày nay người dân việt nam vẫn còn kính ngưỡng ông hồ chí minh tuy rằng trên diễn đàn truyền thông hải ngoại có cả một chiến dịch để xóa bỏ thần tượng hồ chí minh lý do rất dễ hiểu là phần lớn những điều viết về ông hồ của giới chống cộng là sai lầm là vô căn cứ bắt nguồn từ lòng thù hận một chiều của những người gọi là quốc gia chứ không đặt trên những sự thật và sự kiện lịch sử Thật vậy, những người chống cộng cực đoan, như Minh Võ, chỉ nhìn thấy những điều lặt vặt như chúng ta thấy, trong bài, ông ta phê bình, cuốn, Ho Chi Minh, A Lai, của William G. Diker. Xin tạm chấm dứt cho đề mục hôm nay, Hồ Chí Minh, một nhà cách mạng ái quốc gần với Thomas Jefferson, hơn là với Vladimir Lenin. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Tác giả Trần Trung Ngọc